Thưa quý vị và các bạn, tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ tư năm 2013, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Triều có 4 đề tài. Một trong những đề tài tiêu biểu nhất đã và đang mang lại hiệu quả ứng dụng cao đó là mô hình trường học nông thôn mới, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Mô hình này được Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Triều phát triển từ phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và đã được triển khai tại 80 trường học trong toàn huyện. Trường Tiểu học Vĩnh Khê là một trong những trường điển hình của ngành giáo dục huyện có khuôn viên trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn và khoa học. Khuôn viên nhà trường đến nay đã được phủ xanh bởi những loại cây bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả rất gần gũi với học sinh. Các loại cây được bố trí trồng nhiều tầng cao thấp khác nhau, tạo bóng mát, đẹp cảnh quan và có cả vườn cổ tích với những nhân vật mà các em yêu thích. Mỗi học sinh ở đây đều có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn trường lớp sạch đẹp thông qua những phong trào nhà trường triển khai như đẹp từng lớp, đẹp từng cảnh quan, đẹp cả toàn trường, lớp học văn hóa, lớp học xanh sạch đẹp, ngày làm đẹp trường và ngày Chủ nhật xanh. Từ đầu năm học, trường em cũng đã phát động rất nhiều phong trào, nhưng mà ấn tượng với em và lớp em là phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp. Lớp em cũng là một trong những lớp mà thực hiện tốt những cái phong trào này. Và những giờ ra chơi, chúng em thường ngồi hưởng thụ bóng mát, bóng râm và có thể chăm sóc những luống hoa ở công trình măng non xanh trong vườn cổ tích. Chúng em rất vui khi được học ở mái trường tiểu học Vĩnh Khê này bởi vì có nhiều bóng cây mát, râm và để chúng em học tập vui chơi tốt hơn. Với trường học của chúng tôi, theo cái mô hình trường học nông thôn mới thì ngoài cái việc cung cấp kiến thức và giáo dục cho học trò thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến công việc giáo dục cho học sinh ý thức và bảo vệ môi trường. Hàng ngày, hàng giờ thì bên đội cùng với lại bên nhà trường kết hợp với hoạt động giữa giờ để tổ chức cho các con về tiếng chống sạch trường, một phút sạch trường để các con cùng tham gia dọn vệ sinh trường và sân trường. Thế ngoài ra thì với khu vực cảnh quan chung của nhà trường, chúng tôi cũng giao cho mỗi lớp để các con tự nhận chăm sóc những phần công trình măng non xanh của các con. Mỗi một gốc cây, mỗi một luống hoa đều có bàn tay của các trò tự chăm sóc, tự vun xới và tự hưởng những cái thành quả mà chính các con tạo ra. Vì thế cho nên là cái không khí bảo vệ, cái tinh thần bảo vệ môi trường chung đối với học sinh trong tất cả các lớp và trong toàn trường đều thực hiện rất là tốt. Mô hình trường học nông thôn mới xanh sạch đẹp an toàn gồm 12 tiêu chí. Những tiêu chí quan trọng gồm sân chơi vườn trường xanh sạch đẹp, khu giáo dục thể chất đảm bảo diện tích, thư viện thân thiện, bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện mô hình này, các trường học trong huyện đã tổ chức cho các em học sinh trồng và chăm sóc nhiều cây xanh, bồn hoa, cây cảnh và giữ gìn lớp học thoáng mát sạch đẹp. Với mục tiêu xanh hóa trường học, mỗi trường đều có những cách riêng trong việc quy hoạch tổng quan toàn thể khuôn viên nhà trường, tạo những điểm nhấn riêng như tiểu cảnh, thảm cỏ, ao sen, vườn cổ tích, thư viện xanh, hấp dẫn học sinh vui chơi hoạt động ngoài trời. Để xây dựng trường mầm non theo mô hình trường học nông thôn mới, thì trường mầm non Hoa Mai chúng tôi đã có kế hoạch xây dựng từ đầu năm học. Năm nay nhà trường thuận lợi là được về ngôi trường mới, khang trang sạch sẽ để đảm bảo cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Thì trường mầm non Hoa Mai chúng tôi đã xây dựng thứ nhất là về cái khu vui chơi cho trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động. Thứ hai là về cái đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trong các cái bữa ăn hàng ngày. Thứ ba là về cái mô hình như trồng cây xanh, rồi xây dựng cái khu vui chơi vườn cổ tích cho trẻ hoạt động, thì nhà trường cũng đã đưa các cái hoạt động đó để vào các cái phòng lớp học, giáo viên tổ chức cho trẻ trong các cái hoạt động xây dựng cho trẻ có cái nề nếp hoạt động như là giờ học, về cái môi trường cảnh quan cho trẻ biết được là xung quanh trong các cái tiết học đối với trẻ mầm non là biết được những cái mô hình, ví dụ như là về cái câu chuyện cổ tích ấy, thì trẻ phải được thực hiện như thế nào trong được nghe cô kể và thực hiện như thế nào trong các cái giờ học của mình. Thì chúng tôi cũng đã gắn với các cái hoạt động đó và làm như thế nào đó để nâng cao cái chất lượng giảng dạy cho các cháu ở trong trường mầm non. Để mô hình này hiệu quả, ngay từ khi triển khai, ngành giáo dục đào tạo huyện đã đặt ra những giải pháp cụ thể.
đối với học sinh phải giáo dục ý thức tự giác của các em trong việc tham gia vào các hoạt động ngoại khóa bảo vệ môi trường ngay từ những việc làm nhỏ nhất. Cán bộ giáo viên phải hướng dẫn các em học sinh biết yêu thiên nhiên môi trường, tạo thói quen giữ gìn vệ sinh trường lớp. Đến nay, 80 trường học của huyện Đông Triều đều có đủ diện tích, có khuôn viên tường bao, cổng và biển đảm bảo an toàn cảnh quan sư phạm. Trường lớp ngày càng khang trang, đẹp đẽ với những phòng học an toàn thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Xuất phát từ cái yêu cầu xây dựng cho huyện đạt tiêu chuẩn của nông thôn mới và cũng là cùng với thời điểm mà ngành giáo dục phát động phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực. Thì trong những năm qua thì ngành giáo dục Đông Triều đã phát động một cái phong trào sáng kiến kinh nghiệm để tập trung vào các cái tiêu chí trong 5 cái đề tài lớn của ngành giáo dục Đông Triều. Thì có một cái đề tài mà hết sức có ý nghĩa và có hiệu quả rất cao, đó là cái mô hình trường học mới xanh sạch đẹp cho nông thôn mới. Thì Đông Triều hiện nay có 21 xã và thị trấn, 19 xã phấn đấu để đạt nông thôn mới. Thì hiện nay đã có 18 xã đạt tiêu chí về giáo dục. Điều đáng mừng là bộ mặt của các trường học trong toàn huyện đã được một thực sự là đổi mới và xanh sạch đẹp. Sau một năm thực hiện cái đề tài này thì hệ thống trường lớp của Đông Triều đã như là thay hình đổi dạng, hoàn toàn là những cái mới. Ví dụ như là cái hệ thống cây xanh, hệ thống các thiết bị dạy học, hệ thống sân vui chơi cho trẻ và các phòng học, các cái phòng học bộ môn, phòng học nghệ thuật, các cái cơ sở vật chất để phục vụ cho cái học tập, cái kỹ năng sống thì đều được đổi mới và thực sự là đã có hiệu quả. Từ mô hình trường học nông thôn mới xanh sạch đẹp an toàn, 80 trường học trên địa bàn huyện Đông Triều đã thực sự là ngôi nhà thứ hai sạch đẹp an toàn, thân thiện của các em học sinh. Điều quan trọng hơn cả là các em học sinh đã có sự chuyển biến lớn về nhận thức trong việc chung tay góp sức bảo vệ môi trường lớp học cũng như tại địa bàn dân cư. Mỗi ngôi trường ở đây đang từng ngày khởi sắc, mang diện mạo mới với nét riêng biệt và độc đáo, góp phần xây dựng huyện Đông Triều trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2014.